Hoa Lan Hà Nội xin chào mọi người nhé. Hôm nay em sẽ lên mặt hàng đai châu giống và sẽ là một hôm giảm giá duy nhất cho mặt hàng đai châu, chỉ có 20.000 thôi. Và đây là đai châu giống Thái nhá, có 5 màu. Là 5 màu nhà em này. Đỏ, trắng, cam lửa, bò sữa và tím nhá. 5 màu đai châu Thái. Đai châu này nó là cây giống được khoảng 4-5 lá rồi. Đấy, cây thì hình thức cũng khá là đẹp. Ngày trước nhỏ nhỏ nó bán 25 rồi. Bây giờ thì hôm nay em chỉ giảm giá trong một hôm duy nhất thôi, là nay và ngày mai, thì với giá là 20.000 một cây nhá. 20.000 một cây nhưng mà sẽ không bao ship cho mọi người. Đấy, không bao ship nhá. Đấy, bác nào mua 10 cây thì tiền ship là 35.000, mua 20 cây thì tiền ship cũng là 35.000 nhá, mua bao nhiêu cây thì tiền ship cũng như nhau. Một cây chỉ có 20.000 thôi. Đây em cầm một vài cây hình thức lên cho mọi người xem này, để mọi người xem rõ cái hình thức cây này. Đấy, cây giống của nhà em so với những cây giống của nhà khác thì khá là to nhá. Tại vì nhà em nhập khá là nhiều. Đấy, mà bán từ từ. Cây này là em mua cách đây 3 tháng rồi. Đến thời điểm bây giờ là nó đã to hơn một tí rồi. Đấy, to hơn cái lúc mà mình mới mua mà em bán 25.000. Mà hôm nay em lại giảm giá chỉ còn có 20.000 thôi. Đấy, bác nào muốn siêu tầm về để ghép trụ ấy, siêu tầm các màu hoa thì mình mua luôn trong hôm nay nhá. Hôm nay chỉ có giá là 20.000 thôi. Cây hình thức khá là đẹp, không hề có lỗi gì hết. 4-5 lá, 20.000 một cây. Nha. Mọi người mua hàng thì gọi điện theo số điện thoại là 0974702106 nhé. Số điện thoại em để dưới bài viết. Đây, em giới thiệu về màu lại một lần nữa cho mọi người xem. Đó là màu tím này. Và bốn màu tiếp theo là màu đỏ sắc pháo này, màu trắng này, màu cam lửa và màu bò sữa nha. 0974702106. Chỉ có trong hai hôm là ngày hôm nay và ngày hết ngày mai thôi nhá. Đai châu giống 20.000, 20.000 một cây. Nhà tiền ship là 35.000 một đơn toàn quốc. Em chào mọi người ạ.